Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc tiếp cận và sử dụng Internet đã ngày càng trở nên phổ biến. Với những người nông dân thuần túy, việc được sử dụng Internet tưởng chừng là điều không thể. Thế nhưng, thông qua hệ thống máy tính và chiếc điện thoại thông minh, người nông dân có thể dễ dàng truy cập và sử dụng Internet để phục vụ quá trình lao động sản xuất cũng như là cuộc sống. Và đây cũng chính là ý nghĩa của chương trình Nông dân với Internet do Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang triển khai. Làm quen với máy tính, cập nhật tin tức hàng ngày, cho tới việc tra cứu những kiến thức liên quan tới trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi, là những công việc lạ lẫm với những người nông dân thuần túy. Thế nhưng thông qua đội ngũ hướng dẫn viên của lớp tập huấn sử dụng Internet, người nông dân có thể dễ dàng tra cứu và tìm hiểu những thông tin mà mình quan tâm. Hội viên rất là hào hứng, thì mong muốn rằng là sẽ có nhiều điểm truy cập hơn hoặc là có những cái mô hình tốt hơn để cho hội viên nông dân có thể trao đổi chia sẻ trên mạng Internet. Năm 2016, nhờ những thông tin hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ của trang phổ biến kiến thức của Hội Nông dân Việt Nam, gia đình anh Hoàng Văn Tân ở thôn Xuân An, xã Xuân Phú đã chuyển đổi từ nuôi lợn thịt sang nuôi gà đẻ. Không những tránh được thiệt hại do giá lợn xuống thấp, hiện nay, mỗi năm gia đình anh thu lãi vài trăm triệu đồng từ mô hình nuôi gà đẻ. Truy cập Internet như một thói quen hàng ngày để anh Tân cập nhật thông tin thị trường giá cả. Chăn nuôi đây thì tất cả cũng đều áp dụng Internet hết. Cũng cái thứ nhất là về việc kỹ thuật chăn nuôi, cái thứ hai là phòng bệnh, chữa bệnh cho từng con, ví dụ gà, cá chẳng hạn. Thì cũng cơ bản nhất là cũng phải là học hỏi theo Internet là chính. Với thế mạnh là vùng sản xuất cây ăn quả, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là một nhu cầu thiết yếu đối với các hộ sản xuất trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Việc sử dụng Internet cũng là một kênh thông tin quan trọng để giúp người nông dân có những thay đổi trong phương thức sản xuất tiên tiến. Trước hết là phục vụ cho cái trồng cây ăn quả này và một số lĩnh vực như là chăn nuôi hoặc là có thể là trồng cây. Tôi cần phải tập trung chỉ đạo để làm sao mà câu lạc bộ nông dân với Internet là hoạt động một cách hiệu quả và đặc biệt là quy tụ và phát triển được các hội viên của mình để tham gia mở rộng cái câu lạc bộ này để cho việc khai thác và sử dụng thông tin thông qua mạng Internet nó đạt kết quả cao hơn. Qua đánh giá của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bắc Giang là tỉnh thứ hai trong cả nước triển khai có hiệu quả chương trình Nông dân với Internet với 8 câu lạc bộ hoạt động và trên 100 hội viên tham gia trên địa bàn hai huyện Yên Dũng và Lục Ngạn. Đây là những thành viên nòng cốt để triển khai việc ứng dụng Internet trong thực tiễn sản xuất của người nông dân. Cái được lớn nhất là giúp đỡ cho những người nông dân chưa được tiếp cận với máy tính, điện thoại thông minh, thì thông qua cái chương trình này thì đã biết được cái tác dụng của máy tính và điện thoại thông minh phục vụ cho sản xuất và đời sống. Việc người nông dân tiếp cận và sử dụng Internet là một bước tiến mới để có những thay đổi trong tư duy sản xuất, tìm ra những giải pháp, những cách làm hiệu quả thay dần tư duy sản xuất truyền thống trước đây. Đó chính là hành trang cần thiết của những người nông dân thời kỳ đổi mới hiện nay.